Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 tháng 2 âm lịch năm 2022, được lộc trời cho giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Dậu luôn được mọi người yêu mến, quý trọng bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung độ lượng của mình. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho những người khác, và điều đó thì đôi khi khiến cho họ bị thất vọng. Thế nhưng mà dù có trải qua rất nhiều những nỗi buồn phiền, bi ai và đau khổ, thì những gia chủ tuổi Tân Dậu vẫn luôn giàu lòng vị tha và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Và thưa quý vị, cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái cho tuổi Tân Dậu 1981 trong tháng 2 âm lịch này. Quý vị biết không ạ, trong tháng 2 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi chèo mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung. Sự nghiệp luôn luôn được thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo về đầy nhà, tiền đếm mỏi tay không hết. Vậy thì trong tháng 2 năm 2022 này thì vận trình của những người tuổi Tân Dậu như thế nào? Công danh tài lộc ra sao? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi qua nội dung chi tiết mà chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của người tuổi Tân Dậu chính là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì mình đã nói. Họ cũng chính là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Người sinh năm Tân Dậu 1981 rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất kỳ một hình thức nào. Nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến cho con giáp này khá tỉnh táo. Con giáp này chính là người thích đám đông, thích nói chuyện hay vui đùa, và biết cách hóa giải không khí căng thẳng giữa mọi người. Bạn là người coi trọng hạnh phúc gia đình, tuy rằng đôi khi gia đình khiến họ cảm thấy nặng nề, nhưng với bản tính nhẫn nại, dịu dàng, cùng với nguồn sinh lực dồi dào có thể giúp bạn vượt qua tất cả. Yêu được và được yêu chính là điều mà tuổi Tân Dậu luôn hướng đến. Tháng này, tình hình sức khỏe của những người tuổi Dậu sinh năm 1981 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc địa chi. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần phải hạn chế tính cách nóng nảy của mình, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần phải lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp phải khó khăn nào cũng không nên bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần phải hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp quý âm thủy nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Dậu nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc, sự nghiệp của gia chủ trải qua không ít biến động, nguy cơ thất bại khá cao nếu tiếp tục duy trì tư duy bảo thủ, không biết tiếp thu ý kiến đóng góp và gợi ý từ người khác. Có những thời điểm gia chủ mất động lực, làm việc khá tùy hứng, thiếu tập trung nên mọi việc chỉ hoàn thành được nửa vời hoặc làm qua loa cho xong. Với những người làm công ăn lương, sự mệt mỏi chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bạn không những được cấp trên công nhận, sự cố gắng của bạn giống như là dã tràng xe cát bể đông. Tuy nhiên đừng lấy đó làm lý do để lười biếng chỉnh mảng và hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Trong nửa đầu năm 2022, các quý gia chủ rất cần sự kỷ luật hay một khuôn phép, quy tắc sẵn có để ép bản thân đi đúng hướng. Nếu không thì sai sót có thể xảy ra ngay từ đầu, bản mệnh sẽ mãi trượt dài trong thất bại. Cần phải học cách tiết chế và đổi mới bản thân càng sớm càng có lợi. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an.
Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi đường tài lộc của người sinh năm 1981 không quá lý tưởng trong tháng này. Gia chủ thường xuyên mất tiền vào những mục đích không thực sự cần thiết. Ví dụ như mua sắm theo tâm trạng rất dễ dẫn đến việc vung tiền quá chán, tài khí khó tụ, việc làm giàu cũng bị cản trở theo. Ngoài ra bạn cũng nên đề phòng khi tham gia vào các dự án bất động sản hoặc đầu tư vào bất động sản theo người khác. Việc thiếu bình tĩnh và lý trí có thể khiến bạn gặp rủi ro tài chính. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 2 âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Tân Dậu không quá ổn định. Các gia chủ Tân Dậu có chút phiền muộn do không có sự đồng tình ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng rất nhiều về chi tiêu. Hệ tim mạch của gia chủ không được tốt cho lắm, cần phải chú ý khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh nếu có. Bản mệnh cũng cần phải đề phòng những nguy hiểm tiềm ẩn ở gan và túi mật, đôi khi còn do chấn thương ở xương và cơ thể khi đi xa hoặc bất cẩn trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài ra cần phải chú trọng trong việc chăm sóc cơ thể tốt hơn, chăm rèn luyện thể thao mới giảm trừ nguy cơ bệnh tật. Các quý gia chủ tuổi Tân Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để Bát Bảo Tâm Kinh phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tương xung xuất hiện gây ra những trúc trắc nhất định trên con đường tình duyên của những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Đào hoa ảm đạm, tình cảm lứa đôi, vui thì ít mà buồn thì nhiều. Những cuộc cãi vã vì mâu thuẫn quan điểm xảy ra thường xuyên hơn. Nữ mệnh tuổi Tân Dậu, bạn là một người nhạy cảm, trong chuyện tình yêu luôn chính là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán, sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Các cặp vợ chồng nếu để mâu thuẫn lên đỉnh điểm có thể dẫn tới ly thân, con cái bị ảnh hưởng theo và có thể là sẽ ly dị. Tuy nhiên, mọi chuyện ở thời điểm này vẫn nằm trong tầm kiểm soát nếu bản mệnh chịu nhượng bộ và bao dung nhiều hơn. Nếu bạn đang ở một mình, bạn ít có cơ hội cải thiện tình cảm, dễ tỏ ra không có thiện chí trong những cuộc hẹn được giới thiệu thông qua người khác. Bạn nên cho bản thân và cũng là cho người khác cơ hội để chăm sóc bầu bạn bên mình. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Tân Dậu trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 2 năm 2022, tức ngày 15 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lưu Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 2 năm 2022, tức ngày 27 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng.
lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Dậu trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 2 năm 2022, tức ngày 16 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 2 năm 2022, tức ngày 28 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tân Dậu 1981 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung mà chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Xin mến chào và hẹn gặp lại.